công. Khi mà Dương Đình đã đổi cơn thịnh nộ và đã có được bàn thắng gỡ ngoại, may mắn cho Hakumen khi mà đã không phải chịu thua thêm bàn thắng ở bàn thua nào nữa. Vâng, trận chung kết hôm nay luôn anh em nhé. Sau trận này bác là chúng ta có trận chung kết luôn để tiếp tục ở lại.